Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với channel Anime Game. Hôm nay mình sẽ làm kiểu về clip quay chơi nha các bạn. Chủ yếu mình đi là cài gánh đó các bạn. Mình sẽ làm gì clip? Nói với một người lạ là mình sẽ làm là YouTuber nha các bạn. Bữa mình có nói mát sen hóc các bạn. Lên gì vậy? Lên FB. Mày mất bạn này không? Bán theo kiểu 400. Alo alo, mình là Mr. Anh nha, xin một lần đi giặt. Được gái. Trong điện thoại nước ngoài. Alo. Alo. Mèo mày. Tôi là YouTuber mèo mày. Để quên nhá. Em có sao chơi map bị liệt kiếm map liệt kiếm hơi bị khó chơi nha các bạn, tại vô mắng nhau đúng không ạ? Chơi bữa mình có up lên nó có một cái video không này, quay tầm tới 2 ngày mới được cái video đó nghe. Để quay gấp còn nha. Bay xuống mình chết không ấy. Tiếng hơi âm lượng thôi. Cầm cho mình một cái súng này nha các bạn. Có Uzi rất là lợi thế trong đây nha các bạn. Mình sẽ lượm mua gáp. Có gì mình có thể chống trả được. Mình đã thấy KAK nha các bạn. Mấy bạn nhớ đăng ký kênh và like và share cho mình nha các bạn. Các bạn vô đây, các bạn cứ bấm bon chim kia là được. Này, vô cái hình đó các bạn. Đây các bạn, cứ ấn bon chim kia là được. Qua đây nè các bạn, đúng không? Các bạn nhìn thấy cái hình màu trắng, màu vàng vàng các bạn. Con gắn chỉ mũi đầu lên đây đúng không? Đây, nó sẽ chuỗi, nó chỉ lên trên. Con mèo sẽ chỉ ở dưới. Con chó sẽ chỉ qua đây nha các bạn. Là được các bạn. Đây. Các bạn chỉ cần chỉ theo hình thôi các bạn. Đây, mình sẽ chỉ cho mấy bạn cách chơi cái này nha các bạn. Các bạn thấy này không? Các bạn cứ ấn ngay chỗ góc này nè. Đây. Đây. Mày cứ ấn ngay chỗ góc này. Đây đúng không? Ba cái hình này nè các bạn. Bạn chỉ cần ấn ngay giữa thôi. Nhưng mà mình không ấn ngay giữa nha các bạn. Là mấy bạn được đấy các bạn. Hình này á thì mấy bạn chỉ cần ấn đây thôi là nó sẽ mở cho mấy bạn.
Hình này bạn chỉ cần ấn đây thôi. Này, mình sẽ mở cho các bạn. Rồi, bạn số 3 mở luôn rồi. Mình đang review nhưng mà bạn số 3 mở. Đây là con cò, con mèo, con rắn, con chó. Các bạn chỉ cần lập theo hình thôi. Con cò trước. Rồi, các bạn thấy con mèo không? Ở đây là con mèo. Bên đây là con rắn. Bên đây là con chó. Gì đó nó mở ra là chó. Mình sẽ lên bắn boss nha các bạn. Mấy bạn chờ đảo bay lên á, các bạn mới bắn được. Mình sẽ gán hơi, mình xin lỗi mấy bạn nhưng mà hơi ồn xíu nha các bạn. Đây đã quay ra lên nha các bạn. Nó đang chuẩn bị mở đó các bạn. Mình xin cắt cái video này xíu nha các bạn. Đây, vô được nha các bạn. Các bạn phải ấn vô hai bên này nha các bạn. Đây, một cái đây. Còn một cái bên kia là được nha các bạn. Ngay chỗ góc này là được. Nó đang tấn công mình nha các bạn. Mình sẽ đi xuống đó. Có đồng đội chúng ta sẽ diệt rất là nhanh luôn nha các bạn. Con này tốt cần phải mấy chục viên hay tám viên như vậy. Nó vứt cái cọc gai của mình là nửa cây luôn nha các bạn. Bình thường nó sẽ hiện ở đây nè các bạn. Ông kia nó lượm bóp nè các bạn. Mình lượm đạn với X8. Mình đưa ổng nha các bạn. Cái đảo này mấy bạn khỏi cần nhảy nha các bạn. Những người chơi nào chiếm được cái đảo này á, người chơi nào chiếm được cái đảo này bạn cứ ở trên đây, nó sẽ từ 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 vô bo hết 8 phút đó, còn khoảng 34 hay tầm 40 người cho xuống đó bạn. Đây tầm 40 người cho xuống nha bạn. Tại bạn nó chỉ thề bởi vì mình xin được cắt cái video đó một xíu nha các bạn. Úi, sao chọi gì? Mình sẽ nhảy xuống cuối số 3 liền nha các bạn. Bạn đó khá là chơi ngu nha các bạn. Cái kiểu đồng đội như vậy là mấy bạn phải nên tránh ra liền. Hoặc là mấy bạn thoát game đi. Chứ không mấy bạn sẽ chết. Mình quên mất tên ai chọi đồng đội rồi. Mình sẽ ghi bóc nha bạn. Mà mình đâu có biết ai đâu. Ở phía trước mặt chúng ta sẽ có xe nha bạn. Một là số 1, 2 một với hai à, chỉ có hai người đó thôi. Mình sẽ coi video lại rồi mình sẽ ghi bóc bạn đó nhé bạn.
Mấy bạn này đi vô bánh cạn luôn nha các bạn. À bạn mới cho máu. Hình như hai bạn đó biết tạ lỗi rồi. Các bạn mà chọn bơm số 3 biết tạ lỗi các bạn. Nay mình sẽ vô bo nha các bạn. Chơi trong game này các bạn thấy khi như các bạn bắt yếu á thì các bạn một là y tá, hai là người giống như taxi nha các bạn. Mình nghĩ các bạn nên là y tá đi. Đồng đội cần gì á thì các bạn lút đồ cho đồng đội đi. Tại mình bắn kém à. Đây mình sẽ cái kia nha các bạn. Mình xin cân nhắc lại mấy bạn mà đồng đội cái kiểu mà giống như là không chịu làm, không chịu làm mà lội lút đồ á, cái đồng đội đó có thể dễ bị giết lắm các bạn. Giống như mình bắn nha các bạn mà ngồi không không chịu bắn, cái đó đồng đội có thể dễ bị giết lắm các bạn. Giống như người ta ghét vậy á, không chịu làm mà đồ ăn á, dễ bị giết lắm. Bo về bên đảo nha các bạn. Một tí súng bên đây nha các bạn. Đây mình đã thấy địch rồi các bạn. Có scope to nha các bạn. Đây mình gạt được một kill các bạn. Ô mình có scope 2. Hình như trong nhà chọn khói ga nha các bạn. Hai bạn đấy khá là liều lĩnh luôn, công luôn nha các bạn. Đây đây lia luôn nha các bạn. Mình bắn đại đạn mình cũng bắn trúng đầu luôn các bạn. Mình cũng bắn không hay cho lắm nhưng mà mình bắn được, miễn là giúp đồng đội rồi nha các bạn. Team này hình như là 4 người nha các bạn. Ủa ai nhỉ? Mình tưởng một bạn đang gục, đồng đội đang chiêu người đó. Khá là tội cho bạn này nhớ bạn. Ủa mình lỡ lầm súng đĩa nha bạn. Hình như con chiếc xe trước mặt hay sao các bạn. Ông đội mình đang bắn rất là dữ. Chơi trong game này các bạn phải cần bình tĩnh để xử lý nha các bạn. Chứ mấy bạn nha, sợ thì các bạn đừng có chơi game này. Tại vì nó công phía sau lưng á, bạn giật mình luôn. Hoặc là dành cho mấy bạn nào sợ độ cao. Mấy bạn nào sợ độ cao đừng có nhảy lên tòa tháp nha các bạn. Nhưng mấy bạn nhảy lên tòa tháp á, mấy bạn có thể rất là sợ luôn. Tại game này rất là thực tế nha các bạn. Có một chiếc xe đang trước mặt chúng ta nha các bạn.
bạn này không chạy cho nhân hai cho lắm. Mình sẽ sẵn cái nha các bạn. Mấy bạn xem mà lắc thông cảm cho mình nha các bạn. Mình nghĩ cái bo này phải bị chặn cầu mấy bạn. Bo này không chặn cầu uổng phí lắm mấy bạn. Hồi nãy biết gì mình lụm ca mấy bạn. Tại mình có Uzi không à. Hồi nãy tới 2 cái ca mấy bạn. Cấu hình mình hơi giật nha các bạn. Đồng đội mình chuyển cho đó nha các bạn. Đây mình nghe được tiếng xe nha các bạn. Bữa bên mát sang hóc của mình có chuyển nha các bạn. Sấy từ xa rất là đỡ nha các bạn. Hình như đồng đội mình sấy chết nha các bạn. Một chiếc xe nha các bạn. Mình cũng không biết nữa nha các bạn. Tại mình nghe tiếng xe sau lưng nữa các bạn. Đây mình nghe nó nghe tiếng xe nha các bạn. Rất tội cho bạn này. Bạn đó hình như đi lẹ bị mình bắn chết. Úi. Mình sẽ lút đồ bạn này nha các bạn. Bạn này cũng được chứ không vào cho lắm. Mình sẽ chuyển đổi qua ca nha các bạn. Để mình xài một lọ đạn thôi, mình không cần xài nhiều lọ đạn. Mình sẽ đi bo liền nha các bạn. Cuối xe xăng. Đây là một pha lỗi của mình nha các bạn. Mấy bạn lưu ý nha các bạn. Xe này có thể chạy được nha. Cho dù mất được 2 bánh. Mất một bánh trên đến một bánh dưới không sai nha các bạn. À, nếu như mấy bạn mất một bánh thôi. Tạm thời mình sẽ lao xe xuống nha. Đây một pha khá là lỗi của mình. Đồng đội mình lên công luôn nha các bạn. Xác suất của đồng đội mình chết rất là cao. Tại bạn nó công lên rất là dữ. Số 1 đã kiếm về cho chúng ta khoảng số 3 chứ. Kiếm về khoảng tầm 4 kill nha các bạn. 3 hay 4 kill đó các bạn. Ủa. Số 1 đúng rồi các bạn. Tại tên số 1 với số 3 để giống nhau quá. Số 1 chúng ta kiếm về chúng ta được 4 kill nha các bạn. Mấy bạn này bắn cũng khá là hay nha các bạn. Không phải dàn đùa đâu các bạn. Mình sẽ vứt một ít đồ ra nha các bạn. Đây mình sẽ có chỗ chứa. Đồ già quá mấy bạn. Úi.
Các bạn này lên công rất là liều lĩnh luôn. Tụi mình sẽ đâm thẳng vô quân sự nha các bạn. Hoặc là ở ngoài. Cập thính ngay chỗ mà hình như nhà lẻ nha các bạn. Hoặc là nhà đối diện của chú U. Hình như gớt trên nóc luôn nha các bạn. Bạn này lái xe rất là điêu luyện luôn nha các bạn. Đây một tay bắn nha các bạn. Hình như tem bên trong đây các bạn. Tạm thời mình sẽ công qua đây. Đây. Mình sẽ bắn gục. Hình như mình chưa bắn gục các bạn. Sẽ tạm thời chở chiếc bơm lên nha. Mình đã gục nha các bạn. Mình đã ly nha các bạn. Tem rất là phối hợp luôn nha các bạn. Mà tội cho số 1 á. Số 1 đã bị gạt nha các bạn. Mình sẽ không sử dụng AK nữa nha các bạn. Bữa trước mình có nói là với mấy bạn sấy màu 4 á, mấy bạn nên lấy X3. Rất là dễ sấy luôn nha các bạn. Mà các bạn lấy tầm khoảng 200 viên trở lên nha các bạn. Chứ mấy bạn lấy 200 viên trở xuống là không được nha các bạn. Mình sẽ đi cùng số 1 với số 2 nha các bạn. À lộn, số 2 với số 3 nha các bạn. Một chết rồi. Mình nghĩ mấy bạn nó sẽ đâm vô đường hầm. Bạn nó hình như là đi tiêu diệt địch luôn. Đây mình đã thấy chiếc xe nha các bạn. Ui. Mấy bạn nó bắn khá là gắt nha các bạn. Một là xe mình gần nổ, hai là bạn nó bắn khá là gắt. Mà mình nghĩ về bạn nó bắn cũng được. Tại xe mình cũng gần nổ rồi. Mình sẽ chọn trái bơm xe nổ luôn nha các bạn. Có gì mình sẽ chú cho nó. Rồi xe nổ luôn nha các bạn. Đây mình đã thấy bạn nó rồi. Mình khá là lắc nha các bạn. Mình đang bị bắn dữ dội. Tạm thời mình sẽ trú ở đây. Mình không biết mình đang bị bắn ở đâu. Tại nãy mình lắc lắc. Đây mình nghe được tiếng súng nha các bạn. Hình như ở trước mặt chúng ta. Quyết định của mình cũng khá là đúng. Này hình như mình thấy bạn đó. Không phải mấy bạn.
đang đâu trước mặt chúng ta. Đồng đội mình thường đang ở sau lưng. Bạn nói chị. Đây là một bên khá là dùng dập nha bạn. Hình như hai team đang bắn nhau vậy. Cột thính ở đây nhưng mà mình không dám ra loot các bạn. Loot nó có thể ẩn nấp ở đâu mình nó sẽ bắn chết mình. Mình thấy nghe tiếng súng trên đây nha các bạn. Như ở dưới nữa. Rất có thể là cái tem này đang ở bên tay trái với cái có thể tầm hai thằng trở lên nha các bạn. Mình nói gì cho nó dễ hiểu. Số 3 đang sáng nha các bạn, hình như thằng trên đầu nữa các bạn. Mình sẽ nằm xuống nha các bạn. Giờ chúng ta đang rất là gay go nha các bạn. Có mấy tủ trên đầu đấy nha mày. Số ma cất lời liều lĩnh luôn. Tạm thời mình sẽ giải quyết thằng trên đầu ở đây nha mày. Phải tầm 2 thằng hay 3 thằng gì đó vậy. Mà trước mặt chúng ta đã thấy hai thằng nha các bạn. Góc cây phía trước mặt luôn. Cảm giác mình hơi lắc khi switch sau lưng chúng ta. Cũng có thằng. Trước mặt sau lưng thì cũng có thằng nha các bạn. Đồng thời mình sẽ bơm máu một xíu nha các bạn. Đây, mình đã thấy chiếc xe nha các bạn. Khoa nãy mình khá là lắc nha các bạn. Khoa nãy mình xém chết tại vì hơi lắc. May mà nó hồi lại kịp. Mạng nó bay lại ổn định kịp. Chứ không là mình chết cái pha đó liền rồi đó các bạn. Chiếc xe đó hình như chạy đâu các bạn. Mình không thấy dưới này nữa. Đồng thời mình thấy một. Đây mình sẽ xoáy xe các bạn. Đây mình đang xoáy xe các bạn. Mình sấy chưa được ổn định cho lắm nha các bạn. Tạm thời mình sẽ không sấy nữa nha các bạn. Phải sấy cái kiểu này rất là hao đạn. Đồng đội mình đang chỉ ở dưới nha các bạn. Hình như tụi này đang định chia ra hai hướng nha các bạn. Đây hình như ở đây nè các bạn. Khói rất nhiều nha các bạn. Đây mình đã thấy rồi nha các bạn. Có phải hai người đó. Mình sẽ đổi qua súng sấy giúp con đội nha.
đồng đội mình đang chỉ ngay chỗ hướng này. Win nha các bạn. Đồng đội bắn rất là gắt nha các bạn. Đây mình sẽ ghiệm hai tay nha các bạn. Mình sẽ ghiệm cái kiểu này mà mình nằm xuống nha các bạn. Cảm giác mình sẽ không được ổn chứ lắm. Mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Các bạn nhớ ấn like và share, đăng ký kênh giúp mình. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều.